Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Bà Tân Vlog nhận nút vàng YouTube. Vậy nút này có thật sự làm từ vàng thật hay không? Nút giải thưởng của YouTube chính xác được làm ra từ chất liệu gì? Cuối tuần vừa rồi, thông tin về thu nhập thật sự của bà Tân Vlog đã phần nào lại khiến cư dân mạng xôn xao khi mọi thứ không đúng như suy nghĩ ban đầu của nhiều người. Tuy nhiên, thành tích mới nhất của bà Tân thì vẫn khó có thể bị lu mờ. Nắm giữ tốc độ nhận nút vàng YouTube nhanh nhất Việt Nam, nhận bằng khen kỷ lục. Vậy thực chất, nút vàng YouTube mà bà Tân cũng như nhiều người nổi tiếng khác nhận được có thật sự được làm từ chất liệu quý hay mang giá trị cao gì hay không? Nút YouTube, tên gọi gốc YouTube Play Button, là một giải thưởng được trao cho các nhà sáng tạo nội dung có đóng góp lớn trên nền tảng này, là bằng chứng cho sự phủ sóng rộng rãi của họ. Tuy nhiên, danh hiệu nút YouTube này không thể hiện cho tính chất nội dung, chỉ đại diện cho độ phổ biến của kênh. Các mốc giải thưởng nút YouTube: nút bạc, kênh đạt 100.000 sub. Trước kia, nút bạc được làm bằng hợp kim đồng và niken, tiếp tục được mạ thêm một lớp niken nữa bên ngoài cùng. Đến ngày 1 tháng 3 năm 2017, YouTube quyết định thêm vào một số thành phần mới gồm carbon và kẽm để gia cố thêm chất lượng cũng như ngoại hình. Tháng 3 năm 2018, nút bạc lại được update thêm một lần nữa, với tên kênh nhận giải thưởng được khắc thẳng lên mặt kim loại nối liền thay vì khắc lên lớp kính bọc ngoài. Thiết kế ngày trước, nút YouTube nằm trong hộp kính với tên kênh in trên bề mặt kính. Nút vàng, kênh đạt 1 triệu sub. Nút vàng được đúc chủ yếu từ đồng thau nhưng có mạ vàng ở bề mặt ngoài cùng. Tương tự như nút bạc, nó cũng được YouTube thay đổi từ một cục kim loại đặt trong lồng kính, chuyển sang thiết kế nguyên khối sáng bóng và khắc thẳng tên kênh lên mặt trước. Thiết kế nút YouTube mới, tất cả là một khối kim loại liền, tên kênh khắc thẳng lên bề mặt. Nút kim cương, kênh đạt 10 triệu sub. Nút kim cương được mạ bạc, hiện lên là biểu tượng logo YouTube ở giữa làm bằng pha lê nguyên khối. Nút custom loại 1, kênh đạt 50 triệu sub. Hiện tại trên thế giới chỉ có 6 kênh đủ điều kiện đạt được nút custom 1 tính tới thời điểm hiện tại. Chủ nhân của những nút này sẽ được phép tự thiết kế phần hình thái, logo của nút cũng như dòng chữ khắc lên trên đó. Nút custom 2, kênh đạt 100 triệu sub. T-Series là cái tên duy nhất ở thời điểm này nhận được nút custom 2. YouTube cũng đã xác nhận họ hoàn toàn hợp lệ và đủ tiêu chuẩn nhận giải. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa nút custom 1 và 2 với level cao hơn vẫn chưa thực sự được hé lộ. Dĩ nhiên, không phải cứ đạt số sub đủ theo các mốc trên là sẽ nhận được danh hiệu các nút tương ứng. Mọi công đoạn chuẩn bị trước khi quyết định trao nút đều phải được YouTube phê duyệt, đồng thời gửi mail xác nhận chúc mừng. Đây là cảnh giới cuối cùng nhằm loại bỏ và thanh lọc các kênh view sub ảo hoặc nội dung phản cảm không hợp lệ với tiêu chuẩn cộng đồng. Dù vậy, đôi khi vẫn có trường hợp ngoại lệ khó hiểu khiến người ta nghi ngờ về cách xử lý của YouTube. Chẳng hạn như Khá Bảnh từng ung dung mở quà nhận nút vàng không kém những YouTuber chân chính. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.